Bro, vãi. Sự gì chỗ này đã thành phòng thờ rồi. Tay ôm không anh nè. Đi. Có sàn classic. Một chiếc sàn thật là classic. Hello. Một vệt máu. À, đây là ghế các bạn khi mà đến thả. Tiếp tục thôi. Hỡi anh hiểu chuyện cái gì mà người Việt Nam chưa biết tới luôn. Đó là thằng trùng đó ba. Kiểm tra ngay đi. Kiểm tra ngay luôn rồi. Dạ. Điều hòa hãng đụt. Ngon. Ok. Windows 7. Hey, Man of culture. Mẹ Win 10, Win 11. Anh em tao Windows 7. Cho vào dùng Windows 7 tí đi. Cho vào sử dụng Windows 7 tí đi. Hello. You got something for me? You got a key? Ôi, thôi. Đúng mẹ, bật đèn sáng trưng, bật đèn các góc các trò. Mẹ trời vẫn thấy tẩm, vẫn thấy sợ, vẫn liều. Bún ngon, ôi, thèm ăn bún quá. Phở bò 25k. Ơi, tôi ghét cái đất nước tư bản này quá. Phở bò ở đây làm gì có 25k một bát đâu bao giờ đâu. Đây có phải nhà số 4 đâu. Go. Sorry, tôi vừa bận rap this với con chó nhà hàng xóm. Nhà số 4. Đây à? À đây là quán net. Điện tử công cậu gì đấy, internet Trung Hoa Cầu Giấy. Uầy, mẹ chỗ này gần nhà Phan Hoàng á. Cháu ơi, nhập thuộc bác lấy món đồ với. Ok bác ạ. Dạ, mặt bác bị hoàn toàn chìm trong bóng tối. Bác to và cờ lờ. Bánh Phúc đây. Ok, chú Bánh Phúc. Dùng bác bao cần cháu tắm cho bao đây để cháu để cháu tắm cho bác nhá. Không, bác không cho tắm. Dạ không có gì bác ạ, cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Vậy hả, thế cháu tìm nhà nào? Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao nhà số 4, cháu có chắc không đấy? Cháu chắc sao? Nhà số 4 dính cứt là hay thế nào hả? Đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi, Nhà đó có ma. Có ma ám. Có ma ám thì cháu không sợ. Cháu tưởng bị dính cứt của mấy thằng streamer từ Biên Hòa thì cháu sợ chứ. Cháu nhớ cẩn thận nhá.
nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Ok bác, bác đóng sầm cửa vào mặt cháu. Nhà số 4. This one. Cái này à? Oh. Anh gì ơi? Em ở trên này này. Thấy em ở đâu? Đây thấy em rồi. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Em muốn thuê trọ ở nhà đó à? Đúng, đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây anh. Hả? Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ok em. Cảm ơn em, anh nhớ rồi. Nếu như đấy không phải là những cái dấu hiệu rõ ràng nhất để mà không đi vào cái cánh cửa này và ở trọ ở trong cái nhà này ngay bây giờ thì tôi không biết là còn cái dấu hiệu nào nó rõ ràng hơn. Vào đây ở trọ thôi, ok. Boom nè anh ơi. Wow. Anh lắm bùa vậy. Kinh viếng. Ngày hôm nay chúng ta ở đây tưởng niệm cho kênh YouTube của Desmond Vũ. Tại vì suốt ngày đùa bẩn quá. Hello, Mr. Johnny Sins. Mr. Johnny Sins, can you help me, Mr. Johnny Sins? Mr. Johnny Sins! Con gì vậy, Mr. Johnny Sins? Vũ Dung, nhà may, nhận gia công thiết kế may đo âu phục nam nữ áo dài. Ngon. Nhà này khóa. Lâm Yên. Không dùng được. Okay. Có nha. Ôi, được rồi nha. Chiêu. Có gì chúng ta cùng bàn bạc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chill. Chương 2. Bước đi qua chương 2. Lấy ai tay bên vai. Uầy, bét lắm kìa. Ôi, mình là streamer à? Ai xịn đấy. Đến cái căn nhà này, đến căn phòng này thì lại không dùng Windows 7 nữa rồi mà bây giờ dùng Windows 10. Chúng ta có thể thấy đấy là cái câu chuyện này thì có một chút Easter egg liên quan đến game Stray. Tại vì nó có tiếng mèo kêu cho nên là tôi chắc chắn đấy là một cái Easter egg về cái game Stray. Check lại modem cái. Quá lạ, không reset được, chẳng lẽ modem hỏng hay đứt cắp quang giờ này? Thôi đã vậy thì giải quyết nỗi buồn rồi đi ngủ, mai tính sau. Ew, ai đó làm ơn dọn cái toilet này cái. Bro, nước gái và máu dính vào mặt. Holy shit, mày. Mồm vẫn còn hương vị của nước đái với cả máu từ toilet phọt lên mồm từ tối qua. Oh.
có điện thoại. Someone's calling me. Anh thấy ai? Alo, mày gọi đúng lúc quá. Tao vừa mới gặp ma xong đây. Alo. 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 Lực. Thế anh à? Anh thấy anh ấy. Anh nghe thấy tao nói anh gì anh không? Ở đâu? Alo. Anh thấy anh vào hang thăm CKG đấy à? Nghe này. Tao vừa tìm kiếm được thông tin về cái đêm mà ba người trong gia đình này qua đời. Hóa ra. Ôi anh thấy anh. Ê, ê, ôi, bọn CKG bắt anh thấy anh đi rồi. Các bạn, báo cáo lại cho chính quyền ngay lập tức, anh thấy anh bị CKG bắt đi rồi. Alo. Mày nói gì tao không nghe rõ. Alo. Alo. Chết tiệt thật. Sao lại mất sóng lúc này cơ chứ? Chết tiệt. Ôi chú, có phải chú Johnny Sin đây đúng không ạ? À không phải. Ok. This thing F. Ui. Sao lại không cắt được? Không lẽ mình bị nhốt ở đây mãi mãi sao? Bác sĩ ơi, bác sĩ hôm qua cháu. Giúp cháu chuẩn ơi. Luôn. Bác ơi. Bác có nghe thấy cháu không đây? Làm thế nào bây giờ? Không không lẽ chẳng ai bên ngoài nghe hay nhìn thấy mình hay sao? Tìm người khác giúp đỡ. Wow. Chú Johnny Sin ơi, chú Johnny Sin. Bác gì ơi? Bác có trong đó không đây? Giúp cháu với. Chú Johnny Sin. Cứu cháu với bác ơi. Thằng kia, mày điên à? Có biết bây giờ không? Cháu không biết. Ơi, trong nhà thấy như có ma bác ơi. Sao? Mà nói sao? Cháu vừa nhìn nó xong bác ạ. Giờ thì cháu không thể ra khỏi đây được nữa. Mày nói thật chứ? Mày có ma trong nhà nó vẫn bình an. Dạ chuẩn bác ơi, cháu là nhân vật chính mà bác. Dạ vâng. Nhưng mà bác ơi. Vậy là trời giúp ta rồi. Nghe này thằng danh con, nếu mày muốn thoát ra khỏi đây thì phải đi kiếm cho tao mấy món đồ này. Dạ vâng bác Johnny Sin. Ở đấy, tìm đủ cho ta mấy món đồ này, tao sẽ giúp mày ra khỏi đây. Ok bác Johnny Sin, chắc chắn là bác Johnny Sin không hề có ý đồ xấu xa gì cả. Chiếu chúng ta đang ở một độ cao hơn độ cao của người bình thường rất là nhiều. À, tại vì chúng ta vẫn đứng trên cầu thang. Cái phòng này nó quá đỏ. Nó quá đỏ để mà tôi biết đây là một cái điều gì tốt lành. Đi vào thôi. Ôi vãi. Mẹ đổ cả ghế luôn ạ. Ôi. Ok, tiếp tục à. Từ anh hiểu, anh quen bị chơi từ phía sau rồi mà tôi không quen bị chơi kiểu này. Chơi kiểu này hơi gắt quá, chưa quen lắm. Bật đèn đi anh, tối quá. Đèn E F Q R E R E T I U I O. Nút. Nút nào để bật đèn hả các bạn? Tôi đang bấm tất cả các nút ở trên bàn phím. Công tắc đèn bên trái. Thiệp sinh nhật, một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật từ người bố với nội dung: chúc mừng sinh nhật con gái, chúc con 30 tuổi, bố mẹ con mãi mãi là một cô bé đáng yêu nhất. Sorry, nhầm. Năm nay mẹ đi công tác xa.
hết là đủ vô cùng và liều đó. Tell me zone another again. Can learn. The chin got I got it, look at Coso Bar, some Coso High. That overland chin do go so high, some Coso Bar, too. Tôi có thể làm được. Tôi có thể làm được cái này. Lại. Meanwhile. Yes. Bây giờ làm nào để chuyển hết cái cột số 3 sang bên cột số 2, rồi sau đấy là lấy cái dưới cùng của cột số 1 đẩy sang cột số 3, cái ở cuối phải luồn vào dưới cùng ở chỗ ở giữa. What the fuck did I just do? Tôi sẽ không chịu bị khuất phục bởi cái puzzle này. I will not be defeated. Tôi sẽ đi ra khỏi cái livestream ngày hôm nay với một cái tâm thế, đấy là tôi là nhà chiến thắng. Không có chuyện là tôi sẽ bị cái puzzle này nó khuất phục đâu. It's almost here. Cuối cùng cũng xong rồi. Come on. Come on now. Come on brain. Come on. Come on. Now. Mày có thể làm được cái puzzle này. Ok. Mày là du học sinh Mỹ. Mày là du học sinh Mỹ. Mày được đi Mỹ để học. Mày có thể làm được cái puzzle này. Mày bây giờ thì một cái ở bên dưới này nó lại lòi sang cái cột bên này là như nào vậy? Đây rồi. Boom. Không hù. Có cần trợ giúp cô anh về? Châu Anh có giống như là cần trợ giúp không? Châu Anh có giống như là cần trợ giúp không? Anh còn chưa ngồi quá một tiếng ở trên cái puzzle này. Y-o. Cột nào cũng ok, chỉ cần thứ tự từ lớn đến bé. For real? Không cần phải nhất thiết là cột thứ 3 à? Tôi mà xếp cái cột này vào mà nó mà không ok thì... Nó phải là cột 3! Nó phải là cột số 3! Nó bắt buộc phải là cột số 3! Nó bắt buộc phải là cột số 3! Oh my god! Oh my god! And now... This world shall know pain. Bro! Bro! Hai cái! Yeah! Yeah! Hai cái, được hai cái rồi. Feel pain, accept pain, and know pain. Those who do not know pain will never understand true peace. Ba cái! Ba cái! Yeah! What's up? What's up? What's up? What's up? What có mẹ mày sup? What is up? Ai bảo là mày bấm G để mà skip puzzle? Ai bảo bấm G để mà skip puzzle hả? Ai bảo bấm G để mà skip puzzle? Woo! Một chiếc chìa khóa ngon. Game này là cái ma đúng không nhỉ? Quên là cái ma đấy. Tôi cũng quên con mẹ luôn. Quên xứ mất là cái ma. Y này. Rồng. Wow wow. Thành tâm thắp một nén hương. Cảm ơn Phật tổ đã cho con qua cái puzzle vừa nãy. Mất điện sao? Mình cần thứ gì đó để soi đường. Flash của iPhone đâu? Bật lửa thống nhất luôn này.
À, không thích cái tiếng cười đấy đâu, tôi phải đi về hướng tiếng cười à. Chiều, tôi chưa sẵn sàng cho cảnh tượng một người quay lưng vào bức tường như thế. Jump scare bị tắt con vẻ ở camera chứ. Trong này hết việc để làm rồi đúng không? Lên tầng à? Vào đây à? Wow, trời mưa rồi. What the fuck? Ảo giác à? Sao lại cho con bé đi đúng đường đó? Không đi qua được đây. Quyết, ông có biết cái thằng đó là một loại nghèo kiết xác không? Tôi đã chặn sẵn đối tượng mai mối cho con bé rồi. Mình vẫn bao lâu ở quán tháp Hà Nội á? 40 phút vừa xong luôn, 40 phút. Việc chi tiêu trong cái nhà này bao nhiêu? Speedrun tháp Hà Nội. Đồ bất tài như ông, đừng có mà làm hỏng tương lai con bé. Bà đừng có mà làm tôi. À, ông cần đánh tôi à? Đồ bu bu, rồi ông cũng hối à? Okay. What's my heart rate? Sorry, something went wrong. Má mày Siri ạ. Lọ nhỏ màu đen. Ew, mình vừa thò tay vào bồn cầu để mà cầm cái lọ này lên. Ew, một lọ thủy tinh bên trong chứa một loại chất lỏng không rõ là gì nhưng mùi khá hắc. Nắp lọ được niêm phong kín, có lẽ phải có dụng cụ mới có thể mở nó ra được. Chúa, tìm cách mở chiếc lọ màu đen. Cái sắt này thì có vẻ là cũng không dùng được rồi. Ôi, tivi cổ ghê. À, wow. Wow, bro. Thấy cái ảnh này mà vẫn chụp lại treo tường được ư? Nhặt. Chìa khóa ngay tấm hình. Chìa khóa này thì cắm đâu đây? Không phải phòng này. Mở cái tủ ra. Right. Y chìa khóa dùng. Chìa khóa cũ. Lắm chìa khóa ghê ta. Một quyển vở thống nhất, cuốn sổ nhật ký của ông Phạm Vũ, chủ trước căn nhà này. Bấm J để xem chi tiết các trang nhật ký. Nhặt. Bro. Anh ok chú Phạm Vũ. Ok chú Phạm Vũ. Ok bây giờ TV nó cũng chiếu màu trắng. Ok. Một cái âm thanh mở cửa không hề đáng sợ tí nào. Không dùng được. Thế thì chắc là chìa khóa này chỉ còn có thể cắm vào cái kho. Yup. Ok. Ok, nó chỉ là cái cửa nó đóng lại thôi. Với đống dụng cụ này mình có thể mở được gì đó. Dùng. Một dị vật lấy ra từ trong lọ, bên ngoài bọc một lớp nhầy màu đen, trông thật kinh khủng. Ngón tay đúng không? Yup. It's a finger. Yeah. Ngon.
Ok, rửa cái ngón tay này đi xem nào. Chương 4. Sao vừa bảo là ngon xong quay đầu lại thấy vãi l... Anh Dũng CT chơi quá. Ok, cái manu canh này không hề creepy gì nào. Đây có vẻ là một cái nhà may à. Một người đàn ông và một người phụ nữ. Mine. Chỗ này hình như thiếu đi ảnh người đã khuất. Không dùng được. Cái này trước. Rồi sau đấy là cái này. Lên trên à? Mấy con tò he đó cô đem giấu hết đi rồi. Chỉ tại cái thằng nhà quê đó bày trò ra cho con bé. Thôi chăm sự cô nhiều cháu đấy nhé. Cô kiên tâm, cô cứ cố gắng cho em nó uống những thứ thuốc trong lọ này. Tình trạng trầm cảm sẽ nhanh thôi. Nó không uống, cô ép nó uống. À này, có điều những loại thuốc này chưa được hợp pháp cho lắm. Cô nhớ giữ kín chuyện này nhé. Cô biết rồi. À này, còn cái khoản tiền mà cô muốn vay bố cháu ấy. Cháu sẽ về tác động với bố cháu, chắc sẽ ổn thôi cô ạ. Dù gì hai gia đình rồi cũng trở thành thông gia thôi mà. Đúng đúng, cháu nó phải lắm. Còn còn thằng sinh viên nghèo kia ấy, cô sẽ có cách giải quyết để con Linh phải quên nó đi. Flashback. À, như vậy là một mối tình bị ngăn cấm. Trai, cậu trai kia làm tò he nhưng mà nhà nghèo quá, không được chấp thuận. Chị Linh này thì bị trầm cảm. Và anh người yêu được sắp đặt này thì có thuốc để mà chữa trầm cảm cho cái chị Linh này. Lọ thuốc không nhãn mác. Một lọ thuốc không có nhãn, bên trong có rất nhiều viên thuốc khác nhau nhưng không có bất cứ hướng dẫn sử dụng nào cả. Tôi có được uống luôn mấy cái viên thuốc này không nhỉ? Nè, nhặt. Thôi đừng cười mà, có gì buồn cười đâu. Nhặt cái crowbar này để làm gì nhỉ? Để phá cửa. À, để vào phòng này cậy đúng không? Đúng rồi, để vào phòng này cậy cậy tủ lạnh. Y dùng. Wow!
chill. Another puzzle. Gặp em là sẽ đập ra xem lại. Gặp anh thì anh cũng thế, nhưng mà nếu mà một cái xác chết bị giấu ở trong tủ lạnh mà đưa cho anh cái trò này thì anh sẽ không muốn đập nó ra đâu. Áp dụng phương pháp khử Gauss đi. What the hell are you talking about? Phương pháp Gauss hoặc ma trận bậc thang khử chéo đều được mà anh. I have no idea what you talking about. Tôi không biết là bạn đang đề cập đến cái gì. Tôi quá là ngu toán để mà hiểu được bạn đang nói về cái gì. Có một ô vuông bất kỳ trong là một ô vuông trong bản đồ 8 ô, sau đó tính khoảng cao đều của ô vuông đó, sau đó lấy kết quả áp dụng cho các ô còn lại là ra. What the fuck are you talking about, Jesse? Jesse, what are you talking about? Câu trả lời nằm ở ngay đây thôi. Câu trả lời nằm ở ngay trong này thôi. Hai cái này đổi chỗ. Oh shit, vỡ giọng. Con ma chắc đi làm vài trận unraid luôn rồi. Con ma đang ngồi chơi xây nước chờ đợi luôn mà. Tức là coi một chiều dài một ô nào đấy là h, sau đó chia nửa đường thẳng đó để tính h nhỏ trên ra kết quả, lấy cái đó trừ đi h lớn, sau đó áp dụng cho các ô còn lại. Tôi học được cái này trong xác suất thống kê. Thôi sir, thưa ngài, ngài bớt văn lại, ngài bớt lý thuyết lại, ngài bớt lý thuyết lại, trò chơi xếp hình thôi mà. Bấm kiểu gì nó trả ra. Cái xác nãy giờ nằm đó không đóng tủ lạnh lại có sao không ta? Không sao đâu, tôi nghĩ là nó vẫn đủ tươi thôi. Wow. Giá mà tôi có thể thò tay vào màn hình, xong rồi tôi cầm hai cục này, tôi bẻ, xong rồi tôi lắp vào đúng chỗ của nó. Tí thấy cái xác ngồi dậy giật giải hộ. Kiếp trước tao giải một lần, thế mà bây giờ mày còn sống mày không giải được đây, để tao giải hộ cho. Xuống đúng chỗ đi đùi. Click. Muốn có chỉ quá. Phải, lên, trái, trái, xuống, phải. Phải tiếp, lên, dưới, phải, trái, xuống, dưới, tiếp. Đẩy nó sang, trái, lên, trái tiếp. Oh shit. Thanks baby. Mua. Ok. Em anh cô nhá. Ok. Man. Bye bye. Amazing. Người yêu tôi vào và clutch luôn cái puzzle này hộ tôi. Ok, và cái xác này nó bắt đầu phân hủy hơn rất là nhiều rồi đấy. Và có một cái chìa khóa 8 phút. Và liều speedrun. Người yêu tôi speedrun luôn cái quả puzzle đấy cho xem. Ok. Ở ngoài này sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu mà. Right? Đừng cười mà. Đừng cười. Xin. Oh. Khỏi chấm. Gì đây? Kim mỏ quạ. Nhặt. Thôi mà. Đủ má. Có vẻ như hai kim này để mà là để nhổ răng rồi. Hay à. Quay lại bên trên nhổ răng ha. Hello xác chết. Give me your teeth, man. Ôi, xác chết nó không ở đây nữa rồi. Xác chết nó không ở đây nữa rồi. Xác chết ơi, where are you? Hello? Bật lửa đâu rồi? Where's... Tối vậy. Ồ, xác chết quay lại ở đây rồi này. Ngon. Yup, sẽ phải nhổ răng từ cái xác này thôi. Let's go. Ây. Oof.
I don't like that sound effect, man. Wow! Bướm đầu lâu ạ. À. Ok. Không muốn phá đảo game đâu, ngồi chợ ở nhà bật Steam lên chơi game còn được không? Hello. Xin chào nha. Tôi chuẩn bị mà khóc rồi. Phòng mình từng sống là phòng thờ à? Relax, chill out. Bàn phím cơ. Hello. Một nắm tóc. Đây chẳng phải là thứ còn lại mà ông lão dưới nhà đang cần sao? Hình nộm này đang cố gắng muốn giúp mình ư? Wow. Em Mai Linh, mời em lên đây. Thôi mà thầy, em đâu nhớ. Thầy nghe nói rằng gia đình em có sự tác động dẫn tới việc bạn Long bị buộc phải thôi học. Em có biết Long là sinh viên ưu tú của trường Tài không? Chỉ vì cái chuyện riêng tư của em mà làm ảnh hưởng tới tương lai của cả một con người đấy. Em về nói chuyện lại ngay với gia đình đi. Wow. Xin lỗi mà. Xin lỗi. Ok. Chú Johnny xin ơi. Còn việc đi ra khỏi chỗ này thì làm sao hả chú ơi? Xong nhân vật chính đi chậm thế nhỉ, như đi bộ ấy. Thì bị ma mà. Help. Cứu. Hello. Chìa khóa à? Không dùng được. Shit. Bật điện rồi. Bị kẹt ở trong phòng này. Một quyển sách cũ nát, nhiều trang bị xé đi. My man Johnny Sin. Quá Johnny Sin ơi. Johnny Sin chơi tôi rồi. Johnny Sin. Một nam thanh niên được phát hiện đã chết một cách bí ẩn trong ngôi nhà trọ nằm trên đường Trần Duy Hưng. Theo thông tin điều tra ban đầu, nạn nhân chết vì lên cơn đau tim đột ngột. Amazing.
Amazing. Đây gần 20 năm, một câu chuyện rất hay. Ở trong một cái thời gian ở trong một cái khoảng thời gian là 3 tiếng rưỡi chơi, thì trong đó là có hơn 1 tiếng ngồi giải puzzle. Cũng được, cũng không có vấn đề gì cả. Chi tiết về thế giới thiết kế cũng rất là ok. I like it. Tôi khá là thích game này. Game chơi khá hay, rất là đáng 75.000 Việt Nam đồng các bạn ạ. Nếu mà có tiền thì thực sự là nên mua cái game này trên Steam, ủng hộ nhà phát hành Dũng CT trực tiếp game Vũ Hay Ho. Công nghệ lỗi. Và rất là nhiều những cái bên mà investor họ đã đầu tư vào cái sản phẩm này. Cảm ơn bạn đã nuôi sống studio bằng cách mua sản phẩm này. Hoàn toàn là recommend. Tuyệt vời, tuyệt vời.